cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai, ngồi đi em. Trời ơi, cưng quá không? Xin mời nhà gái. Trời ơi, chào cô công chúa. Bây giờ hai bạn đã ngồi đối diện với nhau, chỉ cách qua cái bờ rào tình yêu thôi. Mời em trai. Chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào khán giả và chào bạn nữ kế bên. Chào em. Em giới thiệu là em tên là Nguyễn Anh Vũ, em 25 tuổi và em đến từ Gò Vấp và làm việc ở Bình Thạnh ạ. Vũ làm gì Vũ? Dạ buôn bán kinh doanh quần áo ạ. Hiện nay con ở với ai? Con ở với mẹ với ba. Bây giờ có mình con hả? Dạ có mình con. Rồi khỏe con một luôn. Dạ. Mời nhà gái. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Xin chào bạn nam kế bên. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Đan Quỳnh, em năm nay 26 tuổi và em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là MC tự do và kinh doanh ạ. Trời ơi, MC nha. Chào bạn đồng nghiệp bên đó nha. Dạ. Bên đây chú rể tương lai tên Vũ nha. Bây giờ thì mình giới thiệu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Vũ. Dạ ưu điểm của con là hòa đồng, không biết cái này có gọi là ưu điểm không, nữa là trong những cái buổi tiệc á, con thường thường là sẽ đẩy mút cái chương trình ở cái buổi tiệc đó lên. Vậy con cũng làm MC được đó Vũ. Cái này con chưa thử. Bây giờ thử con giới thiệu đám cưới của Đan Quỳnh với dì Vũ đó thử coi. Chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc gì đó thử coi. Xin chào mọi người, hôm nay đến với buổi đám cưới của Nguyễn Anh Vũ và Đan Quỳnh. Con còn không biết. Chắc làm MC không được. Không được. Dạ. Yeah. Ok. Dạ, con khuyết điểm của con là con chắc ngại trước đám đông lần đầu tiên gặp á. Còn khi mà đã gọi là quen biết nhau rồi thì sẽ lầy lội lắm. Dạ, lầy lội lắm. Dạ, đúng rồi. Còn có khuyết điểm gì không? Con ngủ nướng nhiều lắm. Con hay ngủ nướng lắm. Công việc cũng hay bị trì trệ vì công việc ngủ nướng của con. Con đặt báo thức 3-4 lần mà cũng không như không à. Báo thức đạp đồng hồ rớt xuống rồi mà không như vậy đúng không? Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm nào nói cho nhà trai nghe nè. Hình như em có cảm giác là có nhiều điểm tương đồng ở đây. Ưu điểm là rất là hòa đồng và tốt bụng với tất cả mọi người. Nhưng mà nhược điểm thì cũng như bạn nam là cũng ngủ nướng mà. Trời ơi, hai đứa này muốn lấy nhau đẻ con nha. Tới giờ cho con bú nha. Đập luôn đồng hồ nha. Ngủ là một cách để mình thư giãn cũng như là tận hưởng cuộc sống. Thật ra biết sao, sau này khi mà em lấy chồng, em có con rồi á, con em là đồng hồ báo thức á. Dạ đúng rồi. Không có cái đồng hồ báo thức nào mà nó hiệu nghiệm bằng tiếng nói của đứa trẻ. Nói vậy thôi chứ giờ các bạn còn trẻ, các bạn nói ngủ nướng chứ khi các bạn lập gia đình rồi đó, hàng trăm thứ phải lo. 5 giờ sáng thức dậy rồi các bạn ơi, không lo chuyện đó đâu. Mình nói chút xíu về đường tình duyên đi Vũ. Mối tình mà gọi là nếu mà sâu đậm nhất được 3 tháng à? Nếu mà sâu đậm nhất được 3 tháng à? Dài quá ha. Người bạn gái đó cũng đi nước ngoài nên chúng con chia tay. Còn những mối tình khác là chắc được 2 mối tình được cách nhau khoảng chừng 1-2 tuần rồi. Nói chung chưa có mối tình nào chính thức. Tháng không rồi đúng không? Dạ, tổn như tháng không rồi, chứ không được năm. Tình yêu đến giờ đi nó nhanh nhẹn quá ha. Rồi, nhà gái của mình thì sao? Dạ, em cũng có ít mối tình và cũng không kéo dài. Có nhiều điểm tương đồng với bạn nam quá ạ. Có thể là chưa hiểu về tình yêu hoặc là mình chưa biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Cả hai bên đều chưa yêu. Giờ chúng mình nói về tương lai đi ha. Đúng rồi. Ừ, cô gái nghĩ xem là cô gái có muốn một người bạn trai như thế nào nè, hình dáng ra làm sao? Dạ em thích bạn nam của em cao ạ. Trước tiên là phải cao. Rồi, chờ chút xíu. Chào em. Dạ. Cũng được em ơi. Tạm tạm. Bây giờ chiều cao mà nó hơi thiếu thì mình lấy chiều ngang. Không, chiều cao mà nó hơi thiếu thì mình lấy chiều ngang mà ngùi. Rồi gì nữa? Dạ, mũi cao, mắt to, cười duyên ạ. Quay ngang chị Lan coi. Dạ. Quay qua kia. Mũi cũng tạm cao. Mũi thì không cao bằng mũi chị Lan nha. Nhưng mà có duyên được rồi. Dạ. Rất còn là có nào? Duyên. Dạ chắc là thích kinh doanh giống đấy con. Thích kinh doanh giống con rồi. Còn không thích điều gì đàn ông nữa nè? Không thích cái tính hay ghen ạ. Có ghen không Vũ? Dạ không, con từ tới không ghen. Không ghen. Hồi đó bộ bị hay bị ghen lắm hay sao mà giờ sợ vậy? Dạ quen. Đúng rồi, bạn nam hướng ngoại và thích thích mình được mang đồ đẹp, make up đẹp, ra đường lúc nào cũng lung linh mà bạn nam không ghen là được ạ. Trời, cái đó rất muốn với bạn gái luôn đó. Trời, rất là mong bạn gái như vậy. Dạ. Phải không? Dạ. Trời ơi, quá trời hợp. Điềm đạm nhưng mà vẫn đáng yêu, dễ thương như anh Phan Mạnh Quỳnh ạ. Phan Mạnh lắm.
Duyên dạ. Duyên đưa ra chú thấy là ok. Vậy thì bây giờ sẽ hỏi nhà trai nè, mong muốn bạn gái như thế nào? Em muốn bạn gái là cứ vui vẻ hòa đồng, em muốn lúc nào bạn gái cũng cứ cười, em thích khoái nụ cười của bạn gái lắm. Em rất là thích bạn nữ cười. Vậy thì đừng làm cho ta khóc. Nếu mà yêu nhau thì phải khóc rồi, nhưng mà sẽ cố gắng làm cho bạn nữ cười thật nhiều hơn để bù đắp lại cái những cái lúc khóc đó. Dạ. Bây giờ mình đi với ai nè Quỳnh? Dạ con đi một mình. Một mình. Em đi với ai? Em đi với em gái. Em ruột hả con? Dạ em mưa. Em mưa. Em mưa. Hả? Em mưa. Em nuôi nhưng chưa nuôi ngày nào. Em nuôi nhưng chưa nuôi ngày nào. Dạ. Cũng là cũng mai mối nhưng mà cũng không có gặp giờ tình thân thôi đó. À, wow. Trời đất wow, ơi. Wow, rất là quý tình cảm này lần nha. Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này đó. Em thấy cái cô gái này tương lai sao? Hợp với lại cái bạn này không? Dạ theo em nghĩ là chị gái dễ thương hợp. Chị thấy cũng kiểu là cười cười rồi nhiều, cười ngại ngùng. Hồi đó em có hay cười? Bình thường này em đã sầu đã cảm. Một người xém là người yêu đi tìm người yêu cho người xém là người yêu của mình. Tuyệt vời quá. Cũng cảm hay. Ơn tụi em. Cảm ơn hai rất đứa. Rất là hay ha. Bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi, mở rào. Em chào anh. Tặng em món quà. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Em cũng có món quà dành tặng cho anh ạ. Em là một người rất là đam mê mùi thơm nên em sẽ tặng cho anh túi thơm ạ. Ở trong đây thì có rất là nhiều túi thơm. Những cái túi này thì mình sẽ để ở phòng. Nếu mà anh ra ngoài á, anh sẽ đóng cửa phòng lại đúng không? Thì khi mà anh về nhà anh mở ra thì mùi hương này tỏa ra thì lúc đó anh sẽ nhớ tới em. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em. Đến với chương trình xin hát tặng chú Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan với mọi người đây với bạn nữ một bài hát rồi tới luôn ạ. Hay, tới luôn. Hát nha. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thanh thời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tài đó ngày mùng 2 có ai đi. Em ơi em ở đâu anh mang châu cao anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu qua xa to thịt kho rau muống. Thâm thiết sẽ mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chần chờ chi nữa yeah. Ngày mình bên nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tin tăng cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phu thế hai đứa về bên nhau yeah. Dễ thương quá. Có duyên đó Vũ, được đó Vũ. Dễ thương quá, nhà gái. Mình đáp lại một bài để... Tại vì cũng cô đơn lâu đó nên em sẽ hát một đoạn trong ca khúc Cô đơn trên sofa. Wow. Thì ra là thế, tình nào là tình trạng mưa vài tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không em thì anh có buồn. Đừng buông lời hứa, rồi lại vừa rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em, gieo từng tư sông lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời. Giữ tim em vài giây cuối thôi. Giữ tim em vài giây cuối thôi. Hay quá. Đúng là hai bên là 1 9 1 10 luôn đó. Anh rất là thích khi mà mình đi hát karaoke hai người song ca. Em anh cho hỏi là em có uống được bia không ạ? À, em có biết uống. Anh thích là hai đứa mình uống một vài ly bia và hát cùng nhau. Anh rất là thích cái kiểu đó. Anh thì cũng không có nói được cái lời hay ho đâu. Thì anh chỉ mong sao là em sẽ bấm nút. Nếu mà chúng ta yêu nhau lâu thì món quà sẽ to dần hơn. Anh dám khẳng định điều đó. Yeah. À, cảm ơn những chia sẻ của anh. Cái nhìn đầu tiên của em thì anh giống Nguyễn Đình Vũ. Cũng trùng hợp là em từng đứng chung sân khấu và song ca với anh Vũ rồi. Thì rất hy vọng là sắp tới em sẽ được song ca với anh. Bây giờ mình nói về quan điểm hôn nhân gia đình, suy nghĩ của mỗi bên đi. Anh muốn lập gia đình vào khoảng độ tuổi bao nhiêu? Anh hiện giờ đang là anh tính là khoảng chừng 2 năm nữa. Tại vì công việc của anh cũng đang bắt đầu là mới mình ra bắt đầu kinh doanh thôi. Dạ. Anh nghĩ là tầm khoảng 2 năm nữa thì nếu mà được thì chúng ta sẽ cưới nhau được. Còn nếu mà em muốn cưới sớm hơn thì cũng anh sẽ cố gắng được, không sao hết. Chiều ý em hết.
Dạ anh có biết nấu ăn không? À nấu ăn anh biết. Anh biết nấu ăn. Anh có thích được người khác nấu ăn cho mình không? Tất nhiên là muốn rồi. Nếu anh nấu ăn thì em rửa chén, còn nếu em nấu thì anh sẽ là người rửa chén, đồng ý không? Ok. Anh xài tiền hao lắm, không biết giữ tiền. Em chỉ giỏi kiếm tiền thôi chứ không giỏi giữ tiền. À, thì nếu vậy thì hai mình vừa làm vừa kiếm tiền vừa xài tiền được không? Ok. Không được em ơi, vừa kiếm tiền vừa giữ tiền em ơi. Khi mà lấy nhau thành vợ thành chồng rồi là tự khắc các bạn sẽ có cái bản năng về cái chuyện chi tiêu trong gia đình như thế nào, lúc đó là sẽ tự biết thôi. À, anh thích con đầu lòng là con trai hay con gái? Anh thích con gái. Con gái hả? Dạ. Tại vì con gái nó thích dễ thương lắm, tại vì dễ mặc đồ, dễ mua đầm. Anh thích con những người con gái mặc đầm. Dạ. Rồi mình cũng thích mặc đầm nữa. Rồi mình cũng thích mặc đầm nữa. Có mặc đầm có nha, trong chỗ con làm trong số quần áo con thì con có hay kiểu như là pha trò cho những nhân viên ngồi cười á. Bữa nào con mặc đầm con live stream bữa coi. Có rồi, không phải mặc đầm nữa mà cái kiểu áo như kimono của Nhật Bản á chú. Thử live stream thử đoạn coi. Bây giờ thử bán cái áo coi, bán cái đầm này coi. Để coi cái màn hình đây. À, rồi, có màn hình đó, ok. Hello các chị đẹp, hello các chị ơi, hôm nay đến với em nha, hôm nay nhà em bán đầm rất đẹp nha, siêu đẹp luôn nè. Mấy chị coi nè, mẫu của em nha. Đây mấy chị coi mẫu nha. Đầm hôm nay em sale sập sàn, sale cho mấy chị là gọi là nhân dịp ngày lễ đi, lễ 8 tháng 3 đi, hôm nay 8 tháng 3 em tặng quà cho mấy chị nha. Mấy chị ơi mua đầm đi, đầm nhà em rất đẹp. Đó đừng may mấy chị coi nha. Xuất sắc nha. Mẫu. Trời ơi, đẹp quá trời. Mẫu đẹp không? Trời ơi. Mẫu bà... đẹp mà đồ còn đẹp quá trời ơi mấy bà ơi. Nè vô coi livestream tôi nè. Tôi sale sập sàn. Anh nghĩ rằng là hai đứa rất là hợp với nhau và hai đứa rất là năng động. Bây giờ thì mình tiến lại gần, mình nắm tay xíu, mình giao lưu về mặt cảm xúc chút đi. Hai bạn nắm tay nhìn nhau, nắm hai tay luôn nào. Nắm hai tay, quay mặt vào nhau. Bổ. Công việc em có bận rộn lắm không? Dạ cũng có. Em sẽ rảnh vào đầu tuần thôi. Rảnh vào đầu tuần hả? Dạ. Thì em cứ sắp xếp công việc đi. Công việc anh cũng anh sắp xếp được ngày nào cũng nghỉ cũng được. Anh xin mời em đi chơi một bữa, đi khắp cái Sài Gòn này, ăn sập sàn cái Sài Gòn này. Yeah. Anh xin tự giới thiệu là Food Boy. Em cũng hơi rung một xíu. Anh cũng rung. Dạ. Em thấy bạn nam cũng rất là ấm áp ạ. Em nghĩ cũng sẽ rất là chiều bạn gái sau này. Giao lưu cảm xúc với nhau đã hết. Giờ các bạn về chỗ nào. Nút bấm sẽ là quyết định tất cả. Bây giờ chị Lan sẽ đếm nha. 1 2 3 Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Dạ. Tay nhau đi. Bây giờ mình có một nụ hôn làm điều như bao nhiêu cặp đôi khác. Hôn đi, hôn. Yeah. Những cái mong muốn, những cái mà các anh cảm thấy thì các anh phải show được là cách về mà cách mà nói chuyện. Em rút máy ra xa ấy, cái cách mà các anh nói chuyện, các cách để mà đủ điều kiện để mà chúng ta có thể lên sân khấu, bạn muốn hẹn hò hay không nói chuyện. Thế nên là anh cứ nói to rõ ràng thoải mái, không có cái gì cả, không phải căng thẳng gì cả, không phải phỏng vấn thì nó mệt mỏi đâu nhá. Thì bây giờ anh tự tin giới thiệu về bản thân mình, anh cứ đưa lên là nói được. Dạ anh nói thẳng cho tôi biết đó giúp em thôi, em sẽ không tin vào công bản thân mình. Mình làm công việc gì, tới từ đâu, điểm mạnh điểm yếu của anh là sao, anh là một chàng trai như thế nào. Dạ, mời anh. Chào bạn, thì mình sinh năm 1995, tới đây là 27 tuổi. Thì mình nhà mình ở thành phố này, mình thì thôi. Thì mục đích của mình lên chương trình là để tìm kiếm một người yêu phù hợp với mình sau vài cái mối tình mình đã tan rã vì những lý do khác nhau. Thì về phần mình, ưu điểm của mình là thứ nhất là mình thấy rất là hay, và thứ hai cái đó mình có hai đó là ưu điểm, và cái thứ hai nữa là mình khá là ấm áp và mình thuộc tiếp người rất là lãng mạn. Thì một nhược điểm của mình có nghĩa là cái bạn khác giới của mình khá là rất là khó hút đối với mình. Mà một khi đã hút được mình thì mình có thể sẽ rất là lãng mạn, và có thể người ta sẽ không có chịu được cái bản tính lãng mạn đó. Cho nên là mình muốn tin chương trình để tìm một cái người yêu phù hợp, nhờ chương trình mai mối giúp
và nghề nghiệp của mình thì hiện tại mình đang làm kỹ sư ở một công ty quận 12. Tuy biết rằng độ tuổi của mình nó cũng hơi sớm, nhưng mà mình nghĩ đây là cái thời điểm chín mùi để có thể kiếm được người nào đó để chuẩn bị một cái bước hành trang tiếp theo trên cuộc đời của mình. Cảm ơn các bạn mọi người. Dạ, thì em muốn hỏi một chút xíu là anh làm kỹ sư ở trong công ty Hurricane, thì anh mô tả cho em hiểu được công việc của anh làm. Công việc của mình thì nói chung nó cũng khá là tẻ nhạt. Mình sẽ quản lý cái kho lo, khi bạn uống bia thì bạn hát có lo nó, thì mình quản lý cái kho đó. Thì cái công ty văn phòng của mình thì tại văn phòng của mình là làm sát bên cái kho đó và làm việc với tất cả các anh đều là sắp về hưu, cho nên là không có đối tượng nữa. Đó là lý do mà mình cảm thấy bị bó buộc trong một cái khung hoạt động như vậy. Cái địa chỉ mà quận 10 này là nhà anh thuê, là nhà anh? Đó là nhà mình luôn bạn. Mình hiện tại thì có hai chị và hai chị đã có gia đình ở riêng hết rồi, ở gần đó luôn. Và hiện tại mình chỉ đang ở sống với bố mẹ. Sống với mẹ? Sống với bố mẹ. Sống với bố mẹ. Nếu bây giờ lấy vợ về thì anh muốn là vợ chồng sống cùng hay là riêng hay sao? Chắc chắn là mình sẽ thuê một căn chung cư để ở bạn, tại vì cái nhà quận 10 của mình nó cũng hơi nhỏ một chút, cho nên là mình cũng đã thảo luận với bố mẹ rồi, thì mình sẽ thuê một căn chung cư gần đó hoặc là một cái phòng nhỏ gần đó, có thể là nó sẽ tiện một chút để tiện cho cả hai bên. Anh là người ấm áp lãng mạn, cái hành động là mà lãng mạn nhất anh từng làm cho một cái tình yêu? Hành động lãng mạn nhất mình làm cho tình yêu đó là mình đã từng quen một người bạn gái đó và mình chạy qua tỏ tình với người bạn gái đó bên nhà, và mình dành thêm một cái buổi là rủ bạn đó đến một cái quán cà phê acoustic, sau đó mình sẽ hát cái bài hát và tỏ tình với bạn gái đó trong cái buổi ngày hôm đó. Anh thích live hát hò live stream à? Đúng rồi, mình thỉnh thoảng mình hay rảnh tối thường hay lên live stream trên cái Facebook cá nhân của mình. Bây giờ anh thể hiện một ca khúc anh thích nhất. Mình thể hiện ca khúc nhất là mình sẽ hát mãi mãi, mình sẽ thể hiện bạn nhỏ thôi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu người ơi, nếu trong cuộc đời tiêu phán một tình yêu, nếu anh bạn em ngỡ xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em muôn đời mãi không quên, bài hát tặng em mối tình khát khao. Đời bao sóng gió, đời nhiều trong gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Anh ơi, thì bây giờ là cái thu nhập trung bình của anh một tháng ấy là nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Khoảng tầm 1.000 đô. 1.000. Đúng rồi. Anh bây giờ anh xác định đến với chương trình để mà tìm đối tượng để mà nhu cầu là hẹn hò hay là lập gia đình? Trước mắt thì mình sẽ tìm hiểu trong khoảng thời gian khoảng từ 1 đến 2 năm, sau đó là mình sẽ tiến tới bước hẹn hò, mình tìm tiến tới bước kết hôn các bạn. 1 đến 2 năm xong mới cho. Có 3 mối tình. Đúng mối rồi. Tình ngắn nhất là bao nhiêu lâu ạ? Mối tình ngắn nhất của mình là 4 tháng. Dài nhất? Dài nhất của mình là được 1 năm. Anh kể về mối tình dài nhất. Mối tình dài nhất được thực sự ra là mình quen qua dating Facebook. Và mình lúc đó kiểu như là quen một kiểu như là thời sinh viên mình chưa có yêu nhiều nên mình cũng chưa có kinh nghiệm. Và sau khi mà đã bắt ngã mối tình 4 tháng rồi thì thật sự là mình cũng muốn tìm được như thế. Và sau khi mà đi lên dating hút thì gặp được bạn đó thì hai đứa rất là hợp. Rất là hợp nhưng mà bị vấn đề về tên đạo. Và cái thứ hai nữa là bạn đó là người có tham vọng rất là lớn. Còn mình chỉ là một cái người kiểu như là thích một cái gì đó hạnh phúc, một cái gì đó một bình thường thôi, tức là đi làm về xong rồi quay quần bên nhau vui vẻ với gia đình thôi. Còn bạn nói bạn đó có một tham vọng rất là lớn cho nên hai đứa không có hợp, gây gỗ nhiều và một năm sau mình chia tay thôi. Bên đạo? Đúng rồi. Anh là đạo gì? Mình là đạo Phật.
Thế ý anh là cái cô gái đó sôi nổi, thế là có nhiều tham vọng trong cuộc sống. Đúng rồi, có nhiều tham vọng trong cuộc sống. Tức là cô ấy đó xuất thân từ một cái hoàn cảnh hành vi nhiều. Còn mình thì xuất thân từ một hoàn cảnh là nó hơi khác một chút xíu, là mình gia đình của mình khá là ổn định. Cho nên là mình không có cái tham vọng nhiều bằng cô ấy. Mình cũng cố gắng đi theo nhưng mà mình không có theo kịp. Có cái mối tình nào mà anh tỏ tình với bạn gái xong anh hét lớn thế à? Đó là một mối tình đó đó bạn. Có nghĩa là mối tình đó là mình chạy vào nhà xong rồi tỏ tình và sau đó là mình dẫn cô ấy đến một quán cà phê acoustic. À hét lớn hả? Còn tình chạy qua nhà bạn nữ xong rồi hét, gào hét lên. À có thể là mình ghi nhầm chút. Có nghĩa là mình chạy qua nhà bạn gái đó mình chỉ tỏ tình thôi. Tại vì bạn gái đó là kêu là bây giờ em tỏ anh tỏ tình mà anh nhắn tin thì không có được. Anh phải chạy qua nhà. Anh nghĩ là lên trên sân khấu bạn muốn hẹn hò. Và khi gặp được cô gái này rồi cuốn anh lắm rồi, từ anh mất đầu tiên rồi thì anh nghĩ là anh sẽ làm được cái gì ngoài cái cầm tay này kia để mà anh tỏ tình với cái bạn đó. Chắc chắn là sẽ có một cái đoạn hát rất là ngọt ngào dành cho bạn đó. Có thể một đoạn hát là thêm tên bạn đó vào. Và cái thứ hai nữa là sẽ là, và có thể là tặng quà cho bạn đó nè. Và Nếu mà bây giờ anh đi tham gia chương trình ấy, thì anh có thể mời bố mẹ đi được không? Chắc chắn mày. Bố mẹ mình rất là, mẹ mình rất là enjoy cái moment này. Nói chia sẻ thật là kỹ về cái mẫu người nhá, để mà chương trình ghép. Cái này là quyền lợi của anh nhá, nên chia sẻ càng chi tiết thì càng tốt. Không đến lúc á anh em ghép người sai rồi đến lúc anh chửi nhau. Mẫu người của mình thì thứ nhất là có thể là tóc dài và đổi tính một chút xíu và có thể là hơi nhượng, cũng để tạo một cái nét gì đó cá tính để có thể hút được mình. Và nếu như khá ok thì sẽ là cùng đạo. Cao thấp một bốn cao thấp thì cao chỉ cần khoảng 1m60 là được rồi. Hơi có thể là vừa người chứ không được ốm, mình không thích một cái có thể là ốm chút chứ. Khuôn mặt thì xinh xắn thì ở mức độ nào? Khuôn mặt xinh xắn thì mình chỉ khoảng ưa nhìn thôi. Vừa chắc đủ không? Tóc dài thôi. Tại vì cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng lắm ấy anh. Cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng lắm. Thế là ví dụ ban tổ chức thấy cô này ưa nhìn mà anh nhìn không thích, thích thì anh, cái gì, cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ? Cái mình không thích ở phụ nữ là tóc ngắn. Không thích phụ nữ mà. Đúng rồi. Tóc ngắn nhìn trước nổi là cá tính. Và cái tiếp theo là họ đừng chậm quá, họ đừng ít nói quá, mình không thích điều đó. Đúng không? Giống như kiểu đặt mắt mình là một cái nét có thể là giống như là mình không nói là cái đó là chuẩn cao nha, có nghĩa là từ đó có thể hạ xuống được. Đó là giống như là Yuna, nó là có một cái kiểu người rất là tiểu thư một chút xíu và kiểu như nó mềm mại. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ có cái chuyện là cái cuộc sống của anh ấy tự quy định là nó chỉ đơn giản là đi làm, cứ lao động xong rồi về. Vậy chẳng nhẽ bạn gái bạn có những cái mơ ước nó, anh đang là thuê nhà chung cư nhưng bạn gái bạn nó cũng muốn là hai đứa cố gắng để mà xây nhà, thì cái đó có phải là cô gái tham vọng không? Cái đó không phải cô gái tham vọng mà cái đó để cho cuộc sống tốt hơn và mình có thể chiều được bạn gái điều đó. Nhưng phải có một thời gian nào đó để mình tiếp ứng được cái điều đó. Mình sẽ cố gắng vì bạn gái rất là nhiều. Giống như có mối tình trước thì mình đã từng cố gắng rất là nhiều và toàn bộ tiền của mình đều bạn gái gì hết. Quê quán vùng miền tuổi tác sao? Có thể là ở trong đây bạn. Mình có thể từ khoảng Đà Lạt trở về sau này, trở về vô miền Nam. Cái quê quán miền Tây được chứ mà, miền Tây được, khá là ok. Bây giờ là người ta phải lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Nếu mà cô gái đó ở Bình Dương, Vũng Tàu. Bình Dương, Vũng Tàu không vấn đề gì mà. Tại vì yêu xa rồi mà. Kinh nét được, 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 người ta kinh nét được. Chỉ có đường xa quá như kiểu Bình Định hay Phú Yên gì đó thì mình không gói tới. Xì xa quá rồi, ghép cũng không yêu được. Đúng. Nhưng rồi. Mà Bình Dương, Vũng Tàu thì hai người set up với nhau xong rồi hẹn hò này kia ha. Thì đúng rồi bạn. Rất lâu thì người ta sẽ về đây. Đúng rồi. Hoặc là Biên Hòa cũng được, vấn đề. Biên Hòa, mấy tỉnh lân cận mà cố đang ở gần đây. Có
anh còn yêu cầu gì bạn gái không ạ? À, mình không có yêu cầu gì cả. Chắc chắn nha. Bạn thứ yêu cầu nhất là tóc dài và có thể là cùng đạo và có thể nhìn một cách nữ tính mềm mại. Rồi. Được. Tại đây là quyền lợi của mấy bác. Ừ. Mấy bác mà mô tả không rõ. Đến lúc ấy em sẽ cãi với anh là em đã chọn người như thế rồi, sao anh không muốn hút cho cô gái của em á? Anh hiểu ý em không? Hiểu. Cái cảm xúc trên sân khấu nó chỉ có 30-45 phút thôi. Ừ. Mình còn cho nhau một cái quãng thời gian về sau rất là dài. Đầu tiên là chúng ta matching với nhau được những cái điểm đặc biệt rồi thì cũng đã là cho nhau cơ hội. Thì em nghĩ là như thế. Đó. Mình có thể thêm một cái đặc điểm nữa là cô ấy có thể thích nghe những loại nhạc pop ballad hoặc là những loại nhạc nhẹ nhàng, nhạc trữ tình. Tại vì mình thì hay hát cái loại đó mà cô gái không thích loại đó thì nó cũng không hợp. Mình về mình hát cũng không ai nghe. Trời ơi, mấy cái điểm này thì mấy bác đi với nhau cũng được rồi. Tự nói chuyện nhau đây. Dạ. Trước tình, rồi ok. Thì bây giờ làm quen với anh, xong rồi có thể là anh được chọn cho vòng ghi hình. Thì sẽ có biên tập sẽ làm nội dung từng điểm với anh để mà tìm ra cô gái mà phù hợp nhất trong okay. số tất cả những cô gái mà đến đây tham gia casting như anh. Ok rồi. Ok nhá. Vui vẻ lên, mặt anh hơi buồn. Hơi buồn hả? Ờ, tôi đọc lên vui vẻ lên nhá. Rồi ok, cảm ơn anh, cảm ơn anh Thiện nhá. Rồi được.